Xin chào cả nhà, mình là Hợp. Hôm nay mình về được một chiếc Daniel Road, một thương hiệu phải nói là cực kỳ hot mà anh em theo dõi kênh của ICS cũng rất là thích. Bằng chứng là những cái con Daniel Road về bao nhiêu thì đều có các anh mua bấy nhiêu. Chiếc Daniel Road này của mình là một chiếc Daniel Road Tourbillon, rất là đỉnh các bạn nhé. Chúng ta sẽ có ở đây là cái hộp của dòng này, và ở phía dưới thì chúng ta sẽ có sổ cũng như là mấy cái sách hướng dẫn. Sổ thì chiếc này là một chiếc dạng trưng bày cho nên nó chưa hề ghi cái gì vào cả các bạn nhé, nó vẫn còn mới nguyên. Và chiếc này của mình thì tình trạng còn rất là đẹp, phải nói là rất là phê luôn. Về được chiếc này thì khi mà lên tay được thì phải nói là tình trạng của nó rất là đã. Cái hộp của nó thì được thiết kế theo cái dòng Ellipso Curve, tức là cái dòng mà được thiết kế theo cái thân của chiếc đồng hồ. Nó là sự kết hợp giữa hình tròn và hình ellipse, cho nên là các bạn sẽ thấy ở đây chúng ta sẽ có một cái phần đầu là ellipse, một phần hình tròn này, nó giống như là cái thuần thân của chiếc Daniel Road của chúng ta. Và khi các bạn mở lên này, đó thì chúng ta sẽ có một cái khăn nhung đậy cái đồng hồ đây. Và đây chính là chiếc Daniel Road Master Tourbillon Retrograde. Rất là đẹp các bạn nhé, mặt đã luôn. Như các bạn có thể thấy ở trên chiếc Daniel Road này thì chúng ta sẽ có một cái lồng tourbillon ở góc 6 giờ cực kỳ chi tiết, cực kỳ đẹp. Và chúng ta soi cái lồng này thì phải nói là rất là đã luôn. Mình sẽ bỏ tạm bộ kim sang bên cạnh để các bạn có thể nhìn rõ hơn. Chúng ta ở đây thì chúng ta sẽ có là 1, 2, 3 và 4 kim. 4 kim của chúng ta thì đều được, như các bạn thấy ở đây, đều được nung xanh. Và nó được làm rất là đẹp với cái chất lượng hoàn thiện đỉnh cao của Daniel Road. Nếu như các bạn đã tìm hiểu về thương hiệu này thì các bạn sẽ thấy là đây là một thương hiệu cực kỳ tuyệt vời về cái chế tác. Chúng ta sẽ có logo Daniel Road ở trong cái subdial ở góc 12 giờ, còn ở dưới góc 6 giờ của chúng ta thì có duy nhất dòng chữ, đó là Geneva. Chúng ta sẽ có một cái lịch ngày được hiển thị với một cái kim ở đây, và lịch này của chúng ta thì sẽ là lịch retro, tức là đến 31 thì nó sẽ giật về 1. Kim giờ và kim phút của chúng ta thì sẽ có cái đầu tam giác dạng skeleton để chúng ta có thể dễ nhìn. Và ở đây thì các bạn sẽ thấy là chúng ta sẽ có những cái cọc số Arabic được làm bằng vàng khối và sau đó được đặt nổi lên trên cái mặt dial này. Mặt dial này thì được chế tác giống như là kiểu như là của Breguet với cái vân Swiss Guilloche. Và như các bạn thấy ở đây nó được làm rất là đẹp, với cái vân ở phía trong này là được làm theo dạng lượn sóng, còn vân phía ngoài của chúng ta thì dạng vân kim hình thoi rất là đẹp đó. Nói chung là các bạn nhìn qua này đã thấy đẹp rồi, còn nhìn ngoài như mình đang cầm trên tay thì nó sẽ còn đẹp hơn nữa. Lồng tourbillon ở góc 6 giờ thì các bạn có thể thấy ở đây là nó đang quay với cái kim dây chỉ tuyệt vời luôn. Đó. Và lồng tourbillon này của nó thì cũng được làm thiết kế với cái lồng rất là đẹp, với cái bánh xe quay các bạn có thể nhìn rõ ràng và hai cái cầu giữ của chúng ta. Đó. Mình sẽ quay chi tiết này để cho anh em cùng ngắm trong vài giây này. Lên hình rất là tuyệt vời. Đó. Cái phần thân ellipso curve này các bạn có thể thấy này, nó sẽ là cắt của một cái phần hình chữ nhật ở đây và hai cái phần tròn của chúng ta, tạo nên một cái phần thân gọi là iconic design của Daniel Road rất là tuyệt. Phía bên trái này thì chúng ta sẽ có một cái nút push button, nút này chính là cái nút để chúng ta có thể chỉnh ngày, và khi các bạn ấn vào đây thì lịch ngày nó sẽ nhảy. Còn bên phải này của chúng ta thì sẽ là cái núm và chúng ta chỉnh giờ và phút của chúng ta ở đây. Ở phía sau thì chúng ta sẽ thấy hoàn toàn bộ máy DR730. Đây là một trong những cái bộ máy mà tourbillon mà rất là tuyệt vời của Daniel Road. Bộ máy DR730 này, trên chiếc này thì có tận 64 giờ tích cót, và các bạn sẽ có cái kim báo cót ở phía sau. Kim báo cót cũng được Daniel Road thiết kế rất là đẹp với cái phần vân, các bạn thấy vân dạng vỏ sò và nó có những cái đường xoáy này. Khi mà chúng ta quay qua này chúng ta sẽ thấy là những cái đường này tạo thành những cái hình zig zag rất là đẹp. Đó, rất là đã luôn các bạn nhé. Và nó hiển thị từ 0 cho đến 64 giờ. Ở phía bên trái này của chúng ta là hai cái ổ cót và cái bánh răng truyền dẫn đến ổ cót. Và cái ổ cót này của chúng ta thì cũng được làm với những cái vân trải tia siêu mịn, rất là đẹp. Lồng tourbillon của chúng ta nhìn ở đằng sau đây, các bạn có thể thấy rất là rõ cái bánh xe nó đang quay.
Chiếc này thì sẽ bộ máy DR730 này thì sẽ có 64 giờ tích cót, có 30 chân kính và các bạn sẽ có 21.600 tần số động. Chúng ta sẽ có đầy đủ thông tin như là số hiệu của chiếc này sản xuất là số 018, đầu mã của sản phẩm là 196.x.40 và logo Daniel Roth ở đây, cùng với cả chúng ta sẽ có bốn cái chuyện của chúng ta ở đây là chuyện chuyện vàng khối, chuyện đầu chó Bắc Na, chuyện cân tiểu ly, chuyện 750 và bên này chắc là chuyện Daniel Roth của chúng ta. Sợi dây zin đi kèm, đây là dây cá sấu màu đen rất là đẹp, được làm cái đoạn vân mà cao cấp nhất của một con cá sấu đó. Và đi kèm với nó thì chúng ta sẽ có một cái khóa xiên với thiết kế tạo hình giống như là cái thân Elixo Curvex, và ở phía dưới của chúng ta thì chúng ta cũng có đầy đủ bốn cái chuyện của chúng ta đó. Với chiếc này thì nó sẽ có size tương đương size 39mm tròn, và khi các bạn đeo lên tay nó sẽ rất là tuyệt, và nó sẽ có phù hợp với anh em mà tay khoảng 15.5-16 trở lên thì chúng ta đeo là vừa. Mình sẽ trên tay cho anh em xem đó. Chiếc này thì lên tay rất là đẹp các bạn nhé, và tay các bạn chỉ khoảng 16-17 chúng ta đeo sẽ tuyệt vời luôn. Lồng tua bi lông hoạt động rất là hoàn hảo. Chiếc Master tua bi lông Retrograded này có giá retail rất là cao, với con số lên đến là 85.000 đô. Và với 85.000 đô thì nó sẽ vào loanh quanh đâu đó vào khoảng tầm 2 tỷ, hơn 2 tỷ. Còn bên mình về một chiếc này với mức giá phải gọi là rất là tuyệt vời, để cho anh em có thể gọi siêu tầm một chiếc Daniel Roth, đó là 24.500 đô. Nếu như anh em nào mua chiếc Daniel Roth này thì anh em có thể liên hệ bên mình để mua và thử trên tay sản phẩm. Cảm ơn em rất là nhiều đã theo dõi video, và xin hẹn gặp lại anh em trong video tiếp theo của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại anh em.